Trước tiên là vụ Mobifone mua AVG. Việc này từng được nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đánh giá là một bước ngoặt lớn và quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng sau khi có kết quả của thanh tra chính phủ, vụ án rơi vào im lặng như đã từng thế 3 năm trước. Rồi cho đến vụ khơi lại dự án khu đô thị Thủ Thiêm trong vòng một tuần lễ và ngưng bặt ngay sau đó. Thêm một lần nữa, dư luận có cơ sở để hỏi nhau rằng cái lò của ông Trọng đã nguội rồi chăng? Câu trả lời của blogger nhà báo Trương Duy Nhất, người theo dõi rất sát sao những chuyển biến chính trị ở Việt Nam, khẳng định là không. Trước tiên, đối với vụ án AVG, blogger Trương Duy Nhất nhấn mạnh, những vụ án như thế kéo rất dài. Ông tiết lộ thêm chi tiết để ông tin rằng vụ án không bị chìm xuồng như dư luận đang nhận định. Tôi cho AVG không bị chìm xuồng được. Theo tôi biết thì cái vụ đấy nó thuộc diện là một trong những vụ án đã đưa vào thuộc diện người ta gọi là quan sát đặc biệt đó, tức là những vụ án thuộc diện Ban Bí thư chỉ đạo tiến trình điều tra như nào, xử lý như nào thì phải có ý kiến của Ban Bí thư. Vụ ấy chỉ nó xử đến ai và mức độ như thế nào thôi, chứ tôi cho rằng với bên phía thanh tra chính phủ đã yêu cầu chuyển qua công an để khởi tố. Mà khi thanh tra chính phủ đưa qua thì tất nhiên sẽ đã có chỉ đạo từ Ban Bí thư rồi, thì việc khởi tố vụ AVG thì nó không thể khác được. Sự khởi tố dính đến ông nào, dính nhân vật nào thôi. Dư luận từng nhiều lần nhắc đến các nhân vật liên đới trong vụ AVG. Một trong những cái tên được cho là khá nhạy cảm là bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Câu hỏi của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng về vấn đề này có thể xem là câu trả lời tiếp nối cho ý kiến của blogger Trương Duy Nhất. Cái giả thiết đặt ra là thế này: nếu như bà Nguyễn Thanh Phượng mà dính dáng sâu tới cái vụ mobile phone của AVG thì thế nào? Liệu bà Nguyễn Thanh Phượng có bị khởi tố hay không, và thậm chí là có thể bị bắt giam hay không? Nói tiếp về nhận định của mình, blogger Trương Duy Nhất đưa ra thêm các phân tích ông cho là vụ AVG là một vụ án liên quan rất nhiều nhân vật cấp cao. Thứ nhất là dính đến quan chức cấp cao, có thể là hàm trung ương ủy viên, hàm bộ trưởng. Và yếu tố thứ hai, đó là theo tôi nghĩ nó dính đến cái nhóm nhân vật mà tôi cho là số 1 của Việt Nam hiện giờ, đó là cái nhóm Phạm Nhật Vượng và Phạm Nhật Vũ. Theo tôi thì cái khả năng khởi tố Phạm Nhật Vũ đó rất cao. Cho nên mặc dù cho ông Vũ, phía ông AVG thì đã trả lại toàn bộ cái số tiền đó rồi. Nếu cái hành vi đó được định tội thì coi như hành vi phạm tội đã hoàn thành. Thì cái việc anh trả lại tiền chỉ là tình tiết giảm nhẹ thôi. Kết luận do blogger Trương Duy Nhất đưa ra để khẳng định AVG không thể chìm xuồng và phải cần một thời gian dài để xử lý là do vụ án này dính đến hai đối tượng. Thứ nhất là các quan chức cấp cao và thứ hai là một nhóm quyền lực kinh tế ở Việt Nam, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Thêm một chi tiết đáng chú ý được nêu ra từ những nhà quan sát. Đó là năm 2016, đã có thông tin ông Nguyễn Bắc Son, nguyên cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đã dính dáng đến vụ Mobifone mua AVG. Tương tự, vụ dự án khu đô thị Thủ Thiêm từng được dự đoán là hướng cháy mới của ngọn lửa đốt lò của ông Tổng Bí thư. Thế nhưng, sau một tuần ồn ào hầu như không có giới hạn báo chí, thì lại hoàn toàn rơi vào im lặng. Với quan sát của blogger Trương Duy Nhất, ông cho rằng nếu xem Thủ Thiêm là một nhánh củi lửa của ông Trọng, thì nhánh củi lửa đó nhằm hướng đến những nhân vật phía Nam. Mà như thế thì phải thận trọng, chứ không thể bùng lên mà có thể xử được. Một cách phân tích khác từ tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, ông cho rằng vụ Thủ Thiêm là một vụ án lớn liên quan nhiều tổ chức, phải có một cách nào đó để người ngoài và người trong cuộc nhìn vào, để thấy rằng đây là một câu chuyện chống tham nhũng thật sự. Và như thế, thời gian là yếu tố bắt buộc. Ví dụ như cái chuyện một cá nhân nào đấy, ví dụ chuyện của ông Thăng hay là chuyện của ông Thanh, thì nó chỉ là một cá nhân và nó liên quan một số cá nhân khác ở trong một cái công ty. Nên cái chuyện Thủ Thiêm nó lớn hơn nhiều là cái chỗ là nó liên quan đến nhiều cái thứ tổ chức khác nhau, thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, người dân ở đấy, các doanh nghiệp, nó lớn hơn cái chuyện của cái dầu khí rất nhiều và cái mức độ phức tạp là rất là nhiều, không thể nói rằng người ta sẽ làm nhanh như những cái vụ trước đây được. Một hướng suy luận thứ hai được blogger Trương Duy Nhất đặt ra để giải thích cho diễn tiến Thủ Thiêm rơi vào im lặng. Đó là có thể Thủ Thiêm không phải là nhánh củi lửa của Tổng Bí thư, mà chỉ là một cuộc đánh đấm trong nội bộ của thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên nó bùng lên thì
các cái tập đoàn đó họ đã nuốt thủ thiêm như thế thì tôi nghĩ là để họ bịt miệng báo chí, họ bịt miệng dư luận, họ làm tắc nghiến của nó thì nó cũng không khó lắm. Một khi chỉ là cuộc chiến của các nhân vật trong thành phố Hồ Chí Minh, nếu nó là nhánh củi lửa quan trọng thì có thể nó nguy một thời gian thì nó sẽ bùng lên thôi. Nhìn lại con đường chính trị và những quyết định khi đương vị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ hội nghị Trung ương 6 của khóa trước, blogger Trương Duy Nhất cho rằng không nên chủ quan với suy nghĩ lo của ông Trọng bắt đầu nguội lạnh. Theo ông, sự tạm thời im lặng với AVG, Thủ Thiêm có nhiều khả năng sẽ là chiến thuật trước một cơn bão lớn.